Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Vân Vân. Hy vọng rằng quý vị sau khi mà lắng nghe xong sẽ luôn luôn ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho tác giả. Bởi vì tác phẩm này là một tác phẩm khiến cho chúng ta có rất nhiều tâm trạng lúc buồn, lúc vui, có lúc sẽ rơi nước mắt Bởi vì tác giả Vân Vân gửi tới cho chúng ta một câu chuyện đẫm nước mắt Một chuyện tình về một chàng cảnh sát và một cô gái ngây thơ trong sáng Nhưng hai người lại không thể nào đến được với nhau Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của câu chuyện này Để xem liệu rằng những gì mà Tâm An gửi tới cho quý vị Sẽ giúp cho quý vị có những cảm xúc như thế nào trong buổi trưa ngày hôm nay nhé Và quý vị khán thính giả thân mến Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tòa Man Hãy chia sẻ video này Đến với tất cả mọi người Để chúng ta có thể lắng nghe tiếp Những câu chuyện, những bộ chuyện Và phần tiếp theo của câu chuyện này Để xem những tình tiết tiếp theo của nó sẽ ra sao Cảm ơn quý vị rất nhiều Và ngay bây giờ không để cho quý vị đợi chờ quá lâu Tòa Man sẽ gửi tới cho quý vị Tập 1 của bộ truyện Người cũ em còn yêu Được viết bởi tác giả Vân Vân Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức đi hai mẹ con nhà mày cút ra khỏi nhà tao cái thứ sao chổi đen đủi mày hại chết con trai của tao bây giờ mày còn muốn hại chết cả chồng tao à cút đi cút kiểu mẹ con xin mẹ cho con ở lại chăm sóc bố mẹ có được không ạ à? mẹ đừng nói cháu mẹ như vậy tội cho nó dù sao nó cũng là cháu nội của mẹ mà tao thả không có đứa cháu như nó biết nó sinh ra là cái thứ sao chổi thì ngay từ đầu tao bắt mày phá nó đi rồi Kìa mẹ Con xin mẹ đây Mẹ à Không có mẹ con gì hết Không có bà cháu gì với chúng mày Bây giờ thì cút Cút khỏi nhà tao Đó là những tiếng mắng trời Cùng với tiếng khóc lóc cầu xin của mẹ Và bà nội tôi Mặc dù cho mẹ có xin sỏ ra sao Mặc cho mẹ không muốn rời đi Bà nội vẫn nhất quyết Đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà Quần áo cùng với một số vận dụng cá nhân đồ kỷ niệm của mẹ. Bà đều vứt hết ra sân, không một chút nương tay. Mẹ tôi quỳ xuống dưới nền gạch, nhặt lại từng món đồ kỷ niệm mà bố tặng mẹ. Từng cái từng cái đều rất nhẹ nhàng, như sợ làm nó hỏng mất. Mẹ nói với bà. Mẹ đuổi hai mẹ con con đi cũng được. Nhưng xin mẹ, cho hai mẹ con con được mang theo bài vị của chồng con có được không ạ? À? Mày nằm mơ đi à? Con trai của tao phải ở lại đây với tao. Không đến lượt mẹ con mày mang đi. Con cầu xin mẹ cho anh ấy đi cùng với con. Mẹ à, không có nói nhiều, cút. Cút đi. Bà nội đuổi, không được, mẹ con tôi. Bà liền chạy vào trong nhà cầm cây gậy ra và dọa đánh. Mẹ sợ bà đánh chúng tôi nên đành một tay ôm tôi, một tay cầm theo túi và miễn cưỡng rời đi. Khi đó tôi mới chỉ là một cô bé học lớp 1. Thầy mẹ khóc cầu xin bà nội, tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể ôm lấy mẹ tôi mà nước mắt rơi xuống như mưa. Ông bà nội ghét tôi lắm, bởi vì ngày tôi sinh ra chính là ngày bố tôi bị tai nạn qua đời. Kể từ đó trở đi, ai cũng nói rằng tôi là khắc tinh, khắc chết bố của mình. Còn hôm nay không biết là trùng hợp hay là tôi thật sự là một thứ đen đủi mà trên đường ông nội đón tôi đi học về lúc đi qua một công trình đang thi công thì một viên gạch rơi trúng đầu của ông khiến cho ông phải khâu mất mấy mũi về tới nhà bà nội một mực đổ cho tôi là tại tôi mới làm ông ra nông nỗi như vậy cũng là vì không ưa được mẹ con tôi nên bà nhất quyết đuổi mẹ con tôi đi mẹ tôi vì tình yêu với bố lại thương ông bà nội như bố mẹ ruột nên không nữa rời đi. Dù bao nhiêu năm qua ông bà có đối xử với mẹ con tôi tệ đến mức nào thì mẹ tôi không một lời oán trách. Nhưng hôm nay và có lẽ về sau, nơi này không còn chỗ cho mẹ con tôi sinh sống được nữa. Mẹ đưa tôi trở về nhà ông bà ngoại, đứng trước cổng, mẹ lưỡng lự không dám bước vào. Tôi ngây thơ hỏi mẹ: mẹ ơi mình vào nhà thôi ạ à? mẹ nhìn tôi ánh mắt đượm buồn hít sâu một hơi rồi thở dài sau đó mở cánh cổng cùng tôi bước vào trong nhà ông bà ngoại đang ngồi trong phòng khách thấy mẹ con tôi mang theo túi về đây bà có hơi ngạc nhiên sao thế sao hai mẹ con mắt lại đỏ lên thế kia bố mẹ chồng đuổi mẹ con con đi con không biết phải đi đâu, con chỉ biết về nhà mình thôi ạ." À. Bà ngoại nghe vậy thì ôm lên mẹ con tôi vào lòng. Nhà họ không cần, thì có hai thân già này cần, không cần phải đi đâu hết, con cứ về đây ở với bố mẹ. Bố mẹ cùng con nuôi dạy cây thư nên người. Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn bố. Nhà ông bà ngoại tôi không phải là giàu có gì, nhưng cũng có chút của ăn của đề Ông bà ngoại lại chỉ có mỗi mình mẹ tôi Suốt nhiều năm qua Nhà nội đối xử với mẹ con tôi rất tệ Ông bà ngoại biết chuyện Nên thường xuyên khuyên mẹ tôi Hãy về nhà Nhưng bởi vì ông bà nội cũng già Lại chỉ có hai người con một trai một gái Bố tôi thì mất Còn cô của tôi thì mới lấy chồng được hai năm Nên mẹ muốn ở lại chăm sóc Phụng dưỡng ông bà nội Thay cho người bố đã mất Mẹ tôi đẹp lắm cử chỉ lại nhẹ nhàng, tay chân thì trắng hồng, dáng vẻ vô cùng thon gọn, nên từ sau khi bố mất, tôi nghe mọi người nói rất nhiều là có người muốn theo đuổi mẹ tôi, ngỏ ý muốn chăm sóc hai mẹ con tôi, nhưng mẹ tôi đều từ chối, và có lẽ cũng vì một phần nguyên nhân này mà nhà nội lại càng ghét hai mẹ con tôi hơn. Ông bà ngoại biết mẹ trung tình với bố và cũng không có ý định tiến thêm bước nữa nên dù có nhiều người tới hỏi cưới, cũng muốn con gái đi thêm một bước, nhưng ông bà cũng đành phải tôn trọng quyết định của mẹ, một mình nuôi nấng tôi. Kể từ sau khi mẹ con tôi trở về nhà ông bà ngoại, mẹ làm cho bố một bài vị mới để trên kệ tủ, ngày ngày đều đứng trước di ảnh của bố tôi và ngắm nhìn rất lâu. Bố tôi cũng đẹp trai lắm, nụ cười trên môi của bố hiền lành ngọt ngào đến mức tôi cứ nhìn mãi không muốn dứt ra nhiều lúc nhìn đến di ảnh của bố chẳng hiểu vì sao có cảm giác như là bố đang đối diện với tôi mỉm cười với tôi cũng vì vậy mà tôi luôn luôn phải vô thức nhèn miệng cười lại với bố sau đó tôi lại tự lẩm bẩm tôi sẽ cố gắng học hành thật giỏi ngoan ngoãn nghe lời mẹ lớn lên sẽ thay bố chăm sóc cho mẹ thật tốt từ bé không có bố nên tôi không hiểu được tình cảm phụ tử thiêng liêng ra sao nhưng nhìn cái cách ông ngoại chăm lo cho mẹ và tôi tôi nghĩ rằng nếu như bố còn sống trên đời này chắc là bố cũng yêu thương tôi như vậy chỉ là bố lại mất vào cái ngày mà tôi được sinh ra cứ tưởng rời xa gia đình nhà nội thì những ngày tháng sau này cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà tôi mong muốn Năm tôi lên lớp 5 Ông ngoại tôi qua đời vì đột quỵ Tiếp sau đó 3 năm Là bà ngoại tôi cũng bị bệnh mà qua đời Chỉ còn lại hai mẹ con tôi Nương tựa vào nhau mà sống Đi học thì bạn bè xa lánh Vì chúng nó nói rằng Chơi gần tôi sẽ bị đen đuổi Nên ai ai cũng đều tránh xa tôi Sợ tôi lây xui xẻo cho chúng nó Khi đó tôi buồn lắm Bạn bè chả có ai chịu chơi cùng mình Tôi bị cô lập giữa một tập thể lớp Lại khiến cho tôi cứ nghĩ mãi Về cái lời nói đồn đại Tôi tự hỏi mình Liệu tôi có thật sự là khắc tinh Ai gần tôi Đều không được may mắn Mẹ là người biết tôi Hay để tâm đến những lời đồn đoán ngoài kia Mẹ cũng an ủi Thư này Con đường có suy nghĩ linh tinh Các bạn ghen tị con Bởi vì con xinh này Con học giỏi hơn nên mới nói ra nói vào con đừng có để ý mà buồn lòng nhưng mà mẹ ơi con nhớ ngày trước ông bà nội cô nói rằng con là đồ sao trổi xui xẻo có phải tại con nên mọi người mới gặp chuyện không ạ tại con nên bố mới mất tại con mà ông bà ngoại tôi định nói là tại mình mà ông bà ngoại mất sớm như vậy nhưng mẹ dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng của tôi mẹ vội vàng lên tiếng ấy không phải đâu con tại người ta không thích con nên mới nói như vậy con đừng có để ý những lời nói ác ý con buồn mẹ cũng không vui đâu nhưng con không muốn mẹ buồn mẹ không buồn có con bên cạnh là mẹ vui rồi sau này con lớn lên con sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi mẹ không để cho mẹ phải vất vả thế này đâu ạ à. Mẹ tin con gái của mẹ Con phải học hành cho thật giỏi Sau này mới có công việc tốt Kể từ ngày hôm đó trở đi Mặc cho bạn bè xa lánh Mặc cho bạn bè nói những lời khó nghe Tôi không quan tâm đến nữa Tôi bỏ ngoài tay hết thầy những lời nói ác ý Tôi chuyên tâm học hành thật tốt Là một đứa con ngoan của mẹ Sẽ không bao giờ để mẹ tôi phải lo lắng Năm tôi đỗ vào một trường cấp 3 đó chính là một trường chọn Tôi gặp được Thủy Một cô gái có dáng vẻ hiền lành hay nói Chủ động bắt chuyện làm quen với tôi Lâu nay không có bạn Bây giờ có người muốn kết bạn với tôi Đương nhiên là tôi rất thích Và chúng tôi lại rất hợp nhau Nên cũng nhanh chóng trở thành bạn bè Dần dần chúng tôi trở thành Bạn thân của nhau Chi kỷ của nhau suốt 3 năm học Thủy biết hoàn cảnh của tôi Nhưng lại đối xử với tôi rất tốt nhiều lần tôi vẫn hay nói đùa với nó. Này, thế mày không sợ tao lấy xui xẻo cho mày à? Sợ cái gì mà sợ? Nếu như xui xẻo ấy, thì xui từ lâu rồi. Chơi với nhau lâu như vậy tao chả thấy xui tí nào. Toàn là chúng nó nói với va vớ vẩn thế mà mày cũng tin. Mỗi lần nghe nó nói như vậy tôi lại cười. Tôi khoác lấy tay của nó. Cả hai đứa hứa hẹn mãi mãi sau này là bạn tốt không bao giờ rời xa. Năm chúng tôi thi vào đại học Cả hai cũng chọn chung một trường Chỉ khác nhau về ngành học Thủy học kế toán Còn tôi thì học kinh tế Một hôm lớp tôi tổ chức một bữa tiệc liên hoan Tôi hôm đó tôi vui vẻ lắm Đứa nào đứa nấy cũng chơi hết mình Ôm nhau khóc lóc Kể đủ thứ chuyện Kể từng kỷ niệm từ ngày học chung cấp 3 với nhau Cho đến khi hết 3 năm học Lúc chúng tôi ra về Bởi vì Thủy uống khá nhiều rượu nên tôi định đưa nó về nhà trước Sau đó mới về nhà của mình sau Dù sao hai đứa chúng tôi Cũng tiện đường Đang khổ sở, diều thủy Thì chân nó vướng vào chân của tôi Khiến cho tôi bị vấp ngã Và lào đảo lao về phía trước Cứ tưởng rằng cả hai sẽ ôm mặt đường Nhưng may sao lúc đó Có một bàn tay vươn ra Và kéo chúng tôi lại Tiếp theo là đầu của tôi Va vào lồng ngực rắn sỏi của người ta Và tay của tôi vẫn nắm chặt lấy tay của Thủy không buông Tôi ở trong lồng ngực của người đó Từ từ ngước đầu lên nhìn Chào ơi Một gương mặt đẹp trai dáng người cao giáo Đang đứng trước mặt tôi mỉm cười Tôi bị đơ ra mất mấy giây Bởi vì độ đẹp trai của người đàn ông đó Mà quên mất việc Mình phải làm gì Tôi đứng được ra Ngước mắt nhìn họ Cho đến khi người đó cất giọng nói trầm ấm em không sao đấy chứ tôi lúng túng và đứng thẳng người lên nhìn đến thủy cũng đang được người đàn ông đó dùng tay đỡ lại tôi kéo thủy về phía của mình để nó dựa đầu vào vai của tôi sau đó tôi mới trả lời người đàn ông trước mặt ừ cảm ơn anh đã giúp em không sao đâu ạ người đàn ông đó ừ lên một tiếng đã muộn như vậy rồi hai em lại là con gái bạn em còn uống say như vậy Đi về có được không? Dạ, em đang tính gọi taxi để đưa bạn em về. Có ổn không? Có cần tôi giúp gì không? Đi taxi giờ này cũng rất nguy hiểm. Nhìn bề ngoài người đàn ông này thì không giống người xấu một chút nào, nhưng không quen không biết, tự nhiên lại hỏi mình có cần giúp gì không, tôi có chút hơi nghi ngờ. Bởi vì bây giờ thiếu gì những người có vẻ ngoài đẹp trai mà bên trong lại xấu xa, âm mưu đầy mình cơ chứ tôi nghĩ vậy tôi đỡ thủy hơi lùi về phía sau và từ chối dạ không cần đâu ạ à. bọn em tự về được người đàn ông đó như hiểu tôi đang lo sợ điều gì liền lấy trong túi trước ngực ra một chiếc thẻ đưa đến trước mặt tôi em không cần sợ tôi là cảnh sát nếu cần giúp gì tôi sẽ giúp hai em nhìn đến thông tin trên thẻ sau đó nhìn anh ta một lúc suy nghĩ ít phút Bây giờ gần 10 giờ tối Bắt taxi về cũng sợ Mà người đàn ông này cũng sợ Lỡ anh ta là kẻ xấu giả danh cảnh sát thì sao chứ Vậy nên nhìn đến anh ta một lúc Tôi mới lên tiếng Bọn em đi taxi về bây giờ Cũng không yên tâm Mà nhờ anh cũng không yên tâm Hay thế này nhá Bọn em gọi taxi Nếu anh có lòng tốt Thì theo sau taxi của bọn em Có được không ạ Ừ cũng được Miễn là hai em cảm thấy an toàn Dạ vâng Em cảm ơn anh Nói rồi tôi gọi một chiếc taxi Đưa tôi và Thùy về nhà nó Giao nó lại cho bố mẹ Sau đó tôi cũng nhanh chóng trở về nhà Trên đường đi thi thoảng Tôi lại quay lại sau Thì vẫn nhìn thấy anh ta đi theo mình Hình như đúng là anh ta là cảnh sát Nhìn dáng vẻ chuẩn chỉnh như vậy Chắc chắn không phải là kẻ xấu Do tôi lo xa quá rồi Lúc về đến cổng tôi liền lấy tiền trả taxi sau đó nhìn đến người đàn ông kia nói một tiếng cảm ơn và bước vào trong nhà mẹ tôi đang ngồi đợi tôi trước cửa nhà thấy tôi về thì bà vội vàng hỏi ngay sao con đi liên hoan mà về muộn thế có biết là mẹ lo lắm không dạ thưa mẹ tại cái thủy say quá nên con đưa bạn về trước con gái lần sau không nên về muộn như vậy nguy hiểm lắm dạ vâng lần sau con không về muộn thế này đâu ạ à? nói rồi tôi cùng với mẹ vào trong ngủ nằm bên cạnh mẹ tôi không sao ngủ được bởi vì tôi thao thức và nhớ đến người đàn ông lúc tối lúc nhìn qua tấm thẻ thấy có ghi tên anh ta là Hoàng Minh Đạt sinh ngày 18 tháng 5 năm 1900xx hơn tôi có 5 tuổi và anh ta đẹp trai thật nếu như chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh khác biết không chừng tôi bị mê anh ta mất thôi Nhưng lại gặp nhau trong khi buổi tối muộn như vậy Tôi cứ sợ anh ta là kẻ xấu Kẻ lừa đảo Nên có chút phòng bị Khoảng nửa tháng sau đó Bởi vì làm mất chứng minh nhân dân Nên tôi rủ Thủy đến cơ quan công an quận Làm thủ tục xin cấp lại Khi vừa làm xong thủ tục định ra về Thì tôi vô tình gặp lại Đạt Hôm nay nhìn anh ta mặc trên người Bộ đồng phục màu xanh Tôi mới dám tin tưởng hoàn toàn anh ta là cảnh sát Mới đầu tôi cũng không chắc Có phải là người mình gặp tối hôm liên hoan lớp hay không Bởi vì hôm nay nhìn Đạt Có vẻ rất lạ Trông nghiêm túc hơn Và chắc là ban ngày Nên tôi nhìn rõ nét hơn tối hôm đó Đến khi nghe đồng nghiệp bên cạnh gọi tên anh ta Tôi mới khẳng định chắc chắn một lần nữa Là mình không nhận nhầm Thủy đi bên cạnh thấy tôi cứ đứng lại Và nhìn về hướng người đàn ông kia Nó huyết nhẹ vào người tôi này Thư Mày nhìn cái gì thế À, ừ, tao có nhìn cái gì đâu Mày đừng có mà điêu Mày đang nhìn anh cảnh sát kia Có phải không Nghe vậy tôi lập tức trôi bay trôi biến Cũng chẳng biết vì sao lại cảm thấy xấu hổ Hai má tự dưng nóng gian cả lên Thùy thấy vậy thì phì cười và nói tiếp Đúng rồi còn gì Lại còn chối Mặt của mày đo hết lên kia kìa Làm gì có Thủy thấy tôi không chịu nhận thì nụ cười trên môi của nó càng cong lên, ánh mắt nhìn tôi đầy xảo quyệt. Nó không nói gì với tôi mà liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến chỗ hai người kia, vừa chạy tới vừa nói. "Hai anh cảnh sát ơi, em bảo này, bạn em" Nghe theo tiếng gọi của Thủy, hai người kia quay đầu lại nhìn. Cũng đúng lúc đó, ánh mắt của Đạt nhìn tôi, không biết có phải do tôi nhìn nhầm hay không mà thấy anh ta hơi khựng lại ít giây, sau đó mới nở một nụ cười rất nhẹ, gật đầu với tôi. Tôi gật đầu lại với họ, rồi bước thật nhanh đến chỗ Thủy, thấy nó cũng đang đứng được ra nhìn đạt. Tôi kéo người nó lại, nói nhỏ: "Này, mày làm gì đấy? Đi về." bị tôi kéo, Thủy hơi giận mình, nhìn đến tôi: "Mày ơi, anh cảnh sát kia sao đẹp trai thế nhở? Nhìn như soái cái." Mê quá Mày đừng có nói gì Người ta nghe được bây giờ Xấu hổ chết đi được Có cái gì về xấu hổ Sự thật mà Tôi cũng đến chịu với độ mê trai của Thủy Chỉ muốn lôi nó đi khỏi đây Càng nhanh càng tốt Nhưng mà còn chưa kịp nhúc nhích Thì Đạt đã lên tiếng Chào em Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi Thủy có hơi ngạc nhiên định hỏi tôi Nhưng rồi lại thôi Đợi tôi trả lời Đạt <laughs> dạ vâng Em chào anh Bây giờ em tin tôi là cảnh sát rồi chứ Dạ vâng Anh làm việc ở đây ạ à? Không tôi có việc Nên đến đây thôi Dạ Em đến đây làm gì thế Dạ em đến đây Làm lại chứng minh nhân dân à Tôi không biết phải nói gì với Đạt Nên chỉ nói vài ba câu xã giao như vậy Rồi cũng xin phép ra về lúc tôi kéo thủy xoay người định rời đi thì đạt chủ động xin số điện thoại của tôi không có cách nào từ chối mà đúng hơn là tôi không muốn từ chối nên cho đạt số điện thoại của mình xong đầu đấy cũng nhanh chóng ra về trên đường về thủy hỏi tôi này mày với ông ấy quen nhau à quen hôm bọn mình đi lên hoan lớp ý hôm ấy tí nữa thì tao với mày bị ngã nhưng may mắn là anh ta đỡ kịp nếu không ấy Tao với mày chắc là nằm xuống đường rồi Thế tại sao tao lại không nhớ Mày say ngất ngưởng Mày có biết gì đâu mà nhớ Pháo nổ bên tai Chắc chắn mày cũng không biết gì Thủy mỉm cười sau đó nói tiếp Hình như ông ấy thích mày đấy Nhìn ánh mắt ông ấy nhìn mày Tao nghi lắm Còn xin số điện thoại của mày Chắc chắn là có tình ý với mày rồi Mày nói linh tinh Gặp nhau lần này mới là lần thứ hai Thích cái gì mà thích Thế mày chưa nghe cái câu Tình yêu xét đánh à Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên à Đấy ấy chỉ có trên phim thôi bà ơi Ngoài đời làm gì có chuyện đó Có chứ Mà vừa rồi mày nhìn thấy người ta Còn đứng hình mất mấy giây cơ mà Tao hỏi Còn đỏ mặt nữa chứ Mày nhìn nhầm rồi đấy Tao làm gì có đỏ mặt Mày có Hay là mày thích ông ấy rồi Thôi Mày đừng đoán giả đoán non mình nói chuyện khác đi Thủy thấy tôi không muốn nói đến chuyện này nữa Nên cũng chuyển sang đề tài khác Mặc dù suốt cả quãng đường về nhà Cả hai cứ liên thuyên không ít chuyện Nhưng trong đầu của tôi vẫn suy nghĩ về Những gì mà Thủy nói Nghĩ đến cả người đàn ông kia Không hiểu vì sao mà hình ảnh của người đó Lại cứ xuất hiện trong tâm trí của tôi Đuổi thế nào cũng không chịu biến mất Chẳng nhẽ Đúng như lời Thủy nói tôi bị chúng tình yêu xét đánh rồi sao kể từ sau khi ngày đạt có số điện thoại của tôi anh rất hay thường xuyên nhắn tin đến mới đầu vì phép lịch sử tôi cũng nhiệt tình trả lời đạt dần dần tuần suất nhắn tin nói chuyện giữa chúng tôi ngày một nhiều hơn có nhiều lúc đang nói chuyện đạt đột nhiên biến mất không trả lời tôi theo thói quen mà cứ đợi chờ tin nhắn của anh lâu lâu lại nhìn đến điện thoại Xem người đó có nhắn tin lại hay không Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau Mỗi lần nhắn tin với anh tôi đều ôm điện thoại Và tùm tìm cười một mình Mẹ tôi thấy tôi như vậy Bà có hỏi Tôi không giấu Mà kể cho mẹ nghe tất cả về Đạt Y như những gì anh kể lại với tôi Anh kể cho tôi biết về gia đình của anh Công việc của anh Và hiện tại anh đang làm biên cục phòng chống Tội phạm ma túy Khi nghe Đạt kể mọi thứ về mình cho tôi biết tôi cũng nói đùa với anh anh không sợ em là tội phạm tại sao lại tiết lộ thông tin của anh anh không sợ bởi vì anh tin em thế tại sao lại tin em trái tim của anh bảo anh ấy được phép tin em hoàn toàn nghe đạt nói như vậy dù có là một người ngốc nghếch như thế nào tôi cũng nhận ra rằng anh ấy đang có tình ý với mình nhưng tôi giả vờ như không hay biết Muốn đợi xem một ngày nào đó Anh ấy có tỏ tình với mình hay không Thủy dường như cũng rất tò mò Chuyện của tôi và Đạt Nó nhiều lần hỏi anh có liên lạc cho tôi hay không Vì ngại nó lại gán ghép chiêu chọc Nên tôi nói dối Rằng cả hai có liên lạc Qua lại vài lần sau đó Bởi vì anh bận công việc Nên chúng tôi không liên lạc nhiều Nhưng thực chất Thì ngày nào chúng tôi Cũng nói chuyện với nhau Nghe tôi nói như vậy thì ngẫm nghĩ một lúc rồi xin tôi số điện thoại của Đạt. Thủy Bảo muốn làm bạn với anh. Mới đầu tôi định không cho, nhưng sợ nó nghĩ này, nghĩ kia, với lại chả có lý do gì để từ chối nên tôi miễn cưỡng cho nó số của anh. Tôi không biết là sau khi Thủy có được số của Đạt thì nói chuyện gì, cũng không biết là anh có cảm thấy khó chịu khi tôi tự ý cho số anh cho người khác hay không khoảng một tuần sau đó thì đạt hỏi tôi em cho số điện thoại của anh cho bạn em tên là thủy sao dạ vâng em xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến của anh trước ừ, không sao đâu anh có thấy phiền hay giận em không có nhận được câu trả lời của đạt tôi có chút chạnh lòng định nhắn tin xin lỗi anh thì anh lại nhắn tiếp em nên làm gì mà lấy lòng anh đi. Nếu không ấy, anh giận thật lâu đấy. Em phải làm gì đây thì anh mới không giận em. Tin nhắn gửi đi nhưng qua rất lâu không thấy đạt trả lời lại. Chắc là anh lại bận công việc nữa rồi. Phải đợi mãi đến nửa đêm khi tôi đang mơ mơ màng màng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại có tin nhắn đến. Tôi giật mình cầm lấy chiếc điện thoại và mở xem tin nhắn của đạt anh bảo với tôi làm người yêu của anh nhé đọc nội dung tin nhắn mà trái tim của tôi đập rộn cả lên tôi không biết phải trả lời lại đạt như thế nào tôi cũng có một chút thinh thích anh nhưng tôi lại sợ rất nhiều điều ví dụ như nếu không đồng ý thì không những anh buồn mà tôi cũng cảm thấy buồn còn nếu như tôi đồng ý liệu chúng tôi có một kết thúc tốt đẹp hay không bởi vì với tôi chỉ muốn yêu một người hết cả một đời tôi không muốn yêu đương trong thời gian ngắn rồi lại chia tay nhau mà hiện tại tôi và Đạt mới quen nhau chỉ được hơn hai tháng gặp nhau mới chỉ có hai lần chưa có cơ hội gặp mặt thêm một lần nào nữa có chẳng ấy chỉ toàn nhìn nhau có mỗi cuộc gọi liệu rằng cả hai đã hiểu hết về con người của nhau chưa đồng ý làm người yêu của anh Liệu có vội vàng quá hay không Tôi nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu Cũng không nhắn được câu trả lời Cho đến khi có thêm một tin nhắn nữa Sao em không trả lời anh Em ngủ rồi sao Vậy chúc em ngủ ngon nhé Đọc được tin nhắn thì trả lời anh Anh đợi em Tôi chậm rãi nhắn tin lại Em chưa ngủ Anh đi làm về muộn vậy sao Ừ anh vừa mới xong việc thì nhắn tin cho em luôn dạ vâng ạ à. em đồng ý làm người yêu của anh chứ mình mới quen nhau em sợ mình không phù hợp với anh không anh thấy em rất phù hợp thật đấy anh thích em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em không nhận ra điều đó sao thì ra trên đời này thật sự có tình yêu xét đánh sao tôi ngay từ lần đầu cũng có ấn tượng với anh đến lần thứ hai gặp lại thì tôi thích anh mất rồi nếu đã vậy tôi có nên đồng ý anh hay không đây nhưng mà em nhỏ hơn anh những năm tuổi anh có sợ em trẻ con hay làm phiền anh không anh không thấy phiền bởi vì là em nên anh không thấy phiền ừ. vậy em đồng ý nhưng mà anh phải quan tâm yêu thương em nếu không em bỏ anh em đi yêu người khác đấy Ừ, nhất định anh sẽ dành cho em mọi thứ tốt nhất. Tin anh nhé, anh không bao giờ để em buồn đâu. Dạ, em tin anh làm được. Kể từ hôm đó chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau, cũng từ đây trở đi, tôi mới biết mùi vị của mối tình đầu, mùi vị của yêu đương hẹn hò là như thế nào. Mới đầu còn chút e ngại thẹn thùng khi cả hai gặp mặt, dần dần trở nên quen thuộc hơn, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi xem phim, mỗi khi anh có thời gian rảnh rỗi anh đều dành hết cho tôi nhiều khi anh bận không có thời gian cho tôi đang nhắn tin thì biệt tâm biệt tích mất hút tôi đều kiên nhẫn đợi anh liên lạc mà không chút phàn nàn hay khó chịu cũng không ít lần anh hỏi tôi có cảm thấy tủi thân khi yêu một người làm cảnh sát như anh không bởi vì những lúc tôi cần anh không thể nào có mặt ngay lập tức và ở bên cạnh tôi mỗi lần anh hỏi tôi như vậy tôi đều lắc đầu nói rằng mình không thấy buồn hay tủi thân chút nào mà ngược lại còn thấy tự hào và hạnh phúc khi có người yêu là cảnh sát những lúc như vậy anh lại bảo tôi hãy cố gắng học tập đợi đến khi tôi ra trường chúng tôi sẽ kết hôn lúc đó anh xin chuyển công tác để có nhiều thời gian dành cho gia đình nhỏ của chúng tôi chúng tôi yêu nhau gia đình hai bên đều biết và cũng nhận được sự chúc phúc của người lớn Bố mẹ và em gái của Đạt không những yêu quý tôi mà họ còn coi tôi giống như con dâu trong nhà. Mỗi lần có công việc gì, đều bảo hai mẹ con tôi qua nhà cùng nhau ăn cơm. So về gia thế, nhà tôi chẳng có gì, gia đình anh thì khá giả, không phải là giàu có giống những đại gia nhiều tiền nhưng cũng không thiếu thốn. Từ khi chúng tôi yêu nhau, cũng không ít lần Đạt mua cho mẹ con tôi những thứ đắt tiền, tôi tiết tiền giúp anh nên mỗi lần thấy anh mua tôi lại khuyên anh không cần tốn kém như vậy tôi chỉ cần một thứ gì đó thật là đặc biệt đó chính là tình cảm của anh anh sắm cho mẹ vợ với lại vợ anh mà thiệt đi đâu chứ anh đủ tiền nuôi mẹ và em cả đời nhưng mà em đã đồng ý làm vợ của anh đâu bây giờ không đồng ý thì sau này phải đồng ý không chạy thoát được đâu đợi em học xong anh cưới liền đến lúc đó anh cưới người khác thì sao không có chuyện đó cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi và đúng như lời anh nói cả cuộc đời này anh chỉ yêu duy nhất một mình tôi tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng và trong sáng yêu nhau không chút phô trương ồn ào không một lần cãi nhau bởi vì chuyện gì anh cũng đều nhường tôi người ta bảo yêu người lớn tuổi sẽ được cưng chiều đúng thật yêu anh tôi luôn có cảm giác mình giống như một đứa trẻ không cần phải lớn mọi thứ ngoài kia anh đều thay tôi lo toán tất cả khi thủy biết chúng tôi yêu nhau nó giận tôi nhiều lắm nó trách tôi tại sao không nói cho nó biết vì dù sao chúng tôi cũng là bạn thân mà tôi lại xấu nó lúc đó tôi phải nịnh nó mãi nó mới nhoèn miệng cười với tôi sau đó cũng chúc phúc cho chúng tôi cứ như vậy tôi và đạt yêu nhau qua ngày tháng nọ hết năm nhất năm hai rồi đến năm ba tình cảm của chúng tôi đã lớn dần anh chẳng còn đợi tôi thêm được nữa liền chủ động ngỏ lời muốn chúng tôi kết hôn anh nói anh muốn sớm cưới tôi về rồi xin chuyển công tác để có thời gian bên tôi nhiều hơn và có lẽ anh cũng biết nỗi sợ trong lòng của tôi mặc dù rất muốn gả cho anh sớm nhưng vì hiện tại tôi mới chỉ là sinh viên năm ba Còn một năm nữa mới ra trường Sợ rằng bây giờ chúng tôi mà cưới nhau Sẽ không được tiện cho lắm Người lớn hai bên cũng muốn chúng tôi kết hôn Nên sau một thời gian suy nghĩ Được bố mẹ hai bên hối thúc vun vén Tôi quyết định về chung một nhà với anh Dù đã yêu nhau được ba năm Nhưng chúng tôi chưa từng vượt qua giới hạn Có chẳng ấy chỉ dừng lại ở mức ôm hôn nhau có những hôm tôi ở lại nhà anh Hai đứa ngủ chung một phòng Anh chỉ ôm tôi ngủ Anh bảo rằng muốn giữ tôi Đến đêm tân hôn cho hai đứa được trọn vẹn Và hơn nữa anh biết rằng Tôi chưa sẵn sàng Làm chuyện đó Nên rất tôn trọng tôi Khoảng gần hai tháng trước ngày hôn lễ Đạt cùng tôi đi mua một ít đồ trang trí Cho phòng riêng của chúng tôi Khi đi qua một tiệm bán mấy chậu cây cảnh nhỏ xinh Tôi kéo anh vào bên trong Chọn cùng mình mấy chậu hoa nhỏ Để ngoài ban công Đi hết một vòng Tôi chọn được ba chậu cây xương rồng bé xinh Còn anh thì chọn một chậu hoa nhài Anh thấy mua nhiều xương rồng như vậy Anh hỏi tôi Con gái người ta thường thích hoa hồng Hoặc những loại hoa có mùi thơm Và có màu bắt mắt Tại sao em lại thích xương rồng Bởi vì xương rồng là biểu tượng Cho sức sống mãnh liệt Kể cả khi ở mảnh đất khô cằn Cũng có thể vươn lên và nở hoa Cuộc sống trước đây của em không được tốt Hai mẹ con em đều phải gồng mình Tựa vào nhau mà sống Có lẽ cũng vì vậy Mà em rất thích xương rồng Em cũng muốn mình mạnh mẽ như thế Luôn vươn lên Trong mọi hoàn cảnh khó khăn Sau này có anh bảo vệ em rồi Em cần gì phải mạnh mẽ chứ Em cứ là cô gái nhỏ Sống thật hạnh phúc bên anh Ừ, nhưng mà em cũng thích xương rồng giống như là em yêu anh ấy sau này tôi mới biết xương rồng không chỉ là loài cây tôi yêu thích mà nó còn là biểu tượng của chính cuộc đời tôi khắp xung quanh chỉ toàn là gai góc không một ai muốn đến gần bởi vì sợ rằng sẽ làm người ta bị thương một thời gian sau đó ngày chúng tôi đi chụp ảnh và chọn đồ cưới có lẽ là ngày mà cả cuộc đời này Tôi không bao giờ quên được Hạnh phúc có Mà bi thương cũng không thiếu Hôm đó là vào ngày cuối tuần Sáng sớm đạt sang nhà tôi Đưa tôi đến tiệm váy cưới Có tiếng ở trung tâm thành phố Trên đường đi tôi cứ hồi hộp mãi Suy nghĩ không biết khi chúng tôi mặc lên người Bộ đồ cô dâu và chú rể Thì trông sẽ như thế nào Bộ ảnh cưới của chúng tôi chụp Sẽ như thế nào có rất nhiều rất nhiều ý tưởng xảy ra trong đầu của tôi cho đến khi đến cửa tiệm mà tôi còn tưởng tượng và mơ mộng đủ thứ đạt phải gọi tôi mấy lần tôi mới định hình lại được này em đang nghĩ cái gì thế cười toe toét em đang nghĩ xem anh mặc đồ chú rể có đẹp trai hơn ngày thường không chú rể có khác gì chứ chỉ có cô dâu là khác thôi tí nữa anh phải ngắm thật kỹ vợ anh Xem vợ anh mặc váy cô dâu Có giống như công chúa không Giống thì sao Mà không giống thì sao Nếu giống anh phải cố gắng cho mình đẹp giống như hoàng tử Còn không giống Anh làm chú rể đẹp trai Bên cô dâu xinh đẹp của anh là được rồi Nghe những lời đạt nói Nụ cười trên môi của tôi càng nở rộ Tôi khoác tay anh Và cả hai cùng bước vào bên trong Nhân viên chọn cho tôi Một số kiểu váy đẹp nhất và được rất nhiều cô dâu yêu thích Sau đó đưa tôi vào trong thay đồ Còn Đạt ở bên ngoài rất nhanh chóng Chọn được cho mình một bộ vét ưng ý Lúc thầy váy đi ra Tôi thử hết kiểu này đến kiểu khác Mà vẫn bị anh lắc đầu không đồng ý Cái thì anh bảo hở lưng Cái thì anh nói hở ngực Anh nói anh không thích tôi mặc đồ quá lộ trước đám đông Bảo rằng chỉ duy nhất một mình anh Được ngắm nhìn tôi Cuối cùng sau một hồi lâu chọn lựa thì cũng có được một chiếc váy đúng ý của anh. Sau khi chúng tôi làm tóc trang điểm, thay đồ, chuẩn bị đến khâu chụp ảnh, đạt nhìn tôi nói với tôi. Vợ anh xinh thật đấy, bình thường không make up xinh rồi, bây giờ make up vào lại càng đẹp hơn. Có thật không? Hay là anh nịnh em đấy? Thật mà, may mà anh nhanh tay nhanh chân hơn người khác đi chứ, nếu không ấy lại bỏ lỡ mất một cô gái xinh đẹp rồi anh cũng rất đẹp em cũng rất may mắn khi được yêu anh nói rồi tôi giang tay ôm lấy đạt cầm mình tựa lên hõm vai của anh và thủ thủy ba từ em yêu anh đạt nghe xong lực tức ôm tôi siết chặt hơn anh nói lại với tôi anh cũng vậy anh rất yêu em tôi ôm anh một lúc sau đó ngồi thẳng dậy tìm túi sách lấy chiếc điện thoại Vừa tìm tôi vừa nói với anh Mình chụp ảnh nhé Tí nữa đằng nào cũng chụp ảnh cưới mà Nhưng em muốn hai đứa mình Tự chụp vài tấm bằng điện thoại Thôi được rồi, để anh cầm máy cho Tôi tin tưởng Đạt Ghé đầu lại bên cạnh anh Cả hai cùng cười thật tươi Để chụp những tấm ảnh xinh đẹp làm kỷ niệm Có tấm chúng tôi cười tít cả mắt Có tấm cả hai cùng làm mặt xấu Có tấm tôi hôn má anh và có tấm chúng tôi chạm môi nhau đạt đưa lại điện thoại cho tôi cả hai đang cùng nhau xem lại ảnh chụp thì nhân viên đi tới nói rằng mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi bảo chúng tôi ra chụp ảnh cưới đạt đỡ tôi đứng dậy giúp tôi cất điện thoại vào túi sách thì đúng lúc này điện thoại của anh đổ chuông anh lấy điện thoại ra nghe biểu cảm trên gương mặt của anh trở nên nghiêm túc ai gọi cho anh mà anh nghiêm túc thế Đội trưởng gọi cho anh Anh phải đi làm nhiệm vụ rồi Chúng ta để hôm khác Chụp ảnh cưới có được không Tôi có chút không vui Liền cục mi mắt xuống Và không muốn trả lời Tôi biết đối với công việc của anh Lúc nào cũng xông pha hết mình Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày chụp ảnh cưới Trước đó anh cũng nói rằng Nếu như không có công việc gì phát sinh Vậy mà bây giờ Anh lại muốn bỏ đi Kìa anh xin lỗi Mình để buổi khác có được không Sau nhiệm vụ lần này Anh hứa anh chuyển công tác Sau này anh không bao giờ bỏ em một mình đâu Anh hứa đấy Anh đi có lâu không Anh không biết Em ở đây đợi anh nhé Anh xong nhiệm vụ Rồi anh quay lại đây Mình cùng nhau chụp ảnh cưới nhé Đạt suy nghĩ ít giây Sau đó nói với tôi Ừ anh xong việc sẽ quay lại với em. Nhưng nếu như đợi anh lâu quá, em về trước nhé. Hôm khác anh bù cho. Vâng ạ. À. Nói rồi anh cúi đầu đặt lên trán của tôi một nụ hôn. Ánh mắt của anh nhìn tôi đầy chiều mến và có cả một chút ai nấy khi để tôi ở lại một mình. Lúc anh rời đi, tôi vẫn giống như mọi lần, dặn anh làm nhiệm vụ phải thật an toàn. Tôi ở đây sẽ đợi anh về chỉ một lần này nữa thôi về sau trở đi tôi sẽ không bao giờ để anh bỏ rơi tôi nữa lần cuối cùng tôi để anh sống vì lý tưởng của mình sau này anh phải sống vì tôi vì gia đình nhỏ của chúng tôi nhân viên trong tiệm thấy đạt rời đi thì tiến đến hỏi tôi tôi nói anh có việc bận phải đi gấp nghe vậy nhân viên bảo tôi có muốn chụp trước mấy kiểu cô dâu hay không tôi ngồi đợi mãi cũng chán nên tranh thủ chụp trước để khi anh quay lại thì đỡ vội hơn. Lúc đó, chúng tôi chụp chung nữa là ok. Thời gian cứ trầm chậm, chậm trôi đi, hơn 4 tiếng đồng hồ nhưng không thấy đạt quay lại. Biết là mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ, anh đều không thể nào về sớm, nên tôi đành miễn cưỡng vào trong phòng thay đồ, mang theo tâm trạng không vui rời khỏi cửa tiệm. Lúc đứng bên đường bắt taxi thì điện thoại trong túi của tôi một lần nữa reo lên. Cứ tưởng là Đạt gọi đến Hỏi tôi có còn ở đó hay không Tôi vội vàng lấy điện thoại ra nghe Nhưng nhìn đến màn hình điện thoại Tôi có chút hụt hẫng Nhân máy trả lời Alo, chị nghe Đầu dây bên kia là tiếng nói của mi Em gái của Đạt Giọng con bé hơi nghẹn ngào Chị Thư Chị đang ở đâu đấy ạ à? Chị đang ở tiệm váy cưới bây giờ chị chuẩn bị ra về chị đến nhà em đi nhanh lên chị dứt lời mi liền cúp máy mà không đợi cho tôi hỏi thêm lời nào nghe giọng nói của mi mà lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác bất an ngay lập tức tôi bắt xe đến nhà anh đến nơi ở trước sân nhà anh có rất nhiều người mặc cảnh phục đang ở đây họ thấy tôi đến họ đứng nhường sang một bên cho tôi bước vào nhà sắc mặt ai nấy đều toát lên vẻ buồn thương và mệt mỏi tôi nhìn thôi cũng cảm thấy não nề bước từng bước chậm rãi đi vào bên trong vừa bước vào đến cửa phòng khách thì khung cảnh trước mắt làm cho tôi sững lại bước chân nặng nề không thể nào nhúc nhích hai mắt mở to không dám chớp nhìn đến hình ảnh trước mắt mình lúc này Trước mặt tôi là hình ảnh của anh Đang nằm trong lòng của bác trai Cả người dính máu Trên mặt đầy những vết thương Hai mắt của anh vừa lúc nhắm lại Bàn tay của anh vô thức buông thõng Tuột khỏi bàn tay của bác gái Mi ở bên cạnh Nước mắt đã rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt Tôi như người mất hồn Tôi vô thức lao đến ngồi xuống Quỷ bên cạnh anh Nước mắt cũng từ bao giờ chảy dài ra hai bên má Tôi vội vàng nắm lấy bàn tay của anh Anh ơi Anh à Anh làm sao thế này Anh mở mắt ra nói chuyện với em đi Em không cho phép anh ngủ đâu Anh mở mắt ra đi Em giờ chụp ảnh cưới rồi Đợi anh khỏe lại Chúng mình cùng nhau chụp tiếp Anh dậy đi mà Anh đừng có trêu em mà Anh mở mắt ra nhìn em đi Bố mẹ anh đều không nói được câu nào chỉ còn nước mắt không ngừng rơi xuống mi ôm lấy cánh tay của tôi Còn bé khóc nước nở Nói với tôi Chị ơi Anh ấy mất rồi Không Em đừng nói dối chị Anh ấy chỉ bị thương thôi Mọi người Mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi Nhanh lên Tôi như người điên mất trí Không thể nào chấp nhận được những gì mà mi nói Anh không sao đâu Anh không bao giờ để tôi một mình anh hứa rằng anh quay về chụp ảnh cưới với tôi cơ mà. Đúng rồi, chỉ cần đưa anh đến bệnh viện, nhất định anh không làm sao, anh sẽ không chết. Anh ấy bị thương rất nặng, không thể nào cứu được đâu chị. Lúc gia đình nhận được thì hơi thở của anh ấy yếu lắm rồi. Anh ấy nói muốn gặp chị lần cuối nên em lập tức gọi cho chị về, nhưng mà không kịp rồi. Nhưng tại sao chứ? tại sao anh ấy lại bị thương nặng như vậy tại sao một đồng nghiệp của anh tiến lại phía chúng tôi và giải thích tội phạm dùng bom tấn công nên chúng tôi không thể nào bây giờ đồng chí không thể nào qua khỏi ba người còn lại trong đội cũng bị thương rất nặng đang phải cấp cứu trong bệnh viện mong gia đình và cô bớt đau buồn giọng bác gái nghẹn ngào buồn bã khi thằng đạt nó chọn nghề này gia đình tôi biết là không tránh khỏi những lúc nguy hiểm những lúc bị thương đã nhiều lần tôi khuyên nó đổi nghề nhưng nó không chiếu đến khi nó yêu con bé thư mới có ý định chuyển công tác vậy mà hai đứa nó còn chưa kịp kết hôn tại sao chứ chỉ trách số nó bạc ra đi khi còn trẻ như vậy tôi ngồi bên cạnh đạt một tay nắm lấy bàn tay của anh một tay ôm lên má của anh Anh tỉnh lại đi chứ Hôm nay là ngày vui của chúng mình mà Sao anh nhẫn tâm Anh bỏ lại em như vậy chứ Anh mở mắt ra nhìn em đi Em xin anh đây Em xin anh mà Bi vòng tay ôm lấy người tôi Chị thưa ơi chị đừng như thế Anh ấy không tỉnh lại đâu Chị cứ như thế này Anh Đạt không yên lòng đâu Nhưng tại sao là anh ấy tại sao chứ chị không muốn anh đạt chết đâu không có ai muốn cả nhưng mình không thể nào thay đổi được sự thật đâu chị tôi biết tôi biết anh mất thật anh không bao giờ tỉnh lại nhưng tôi không chấp nhận tôi không cam tâm tại sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy anh còn rất trẻ tương lai còn rất nhiều mơ ước tại sao có thể nhẫn tâm mang anh đi như vậy sau này tôi phải sống thế nào đây gia đình anh phải sống sao đây tôi ở trong lòng của mi khóc rất lâu khi lòng đã quặn thắt đau đến mức nước mắt chẳng buồn rơi tôi vẫn cứ như vậy như một người vô hồn ngồi bên cạnh anh cùng với gia đình cho đến khi mọi người muốn đỡ anh lên muốn lau người thay quần áo mới cho anh thì tôi thêm một lần nữa mới có phản ứng tôi không muốn họ mang anh đi tôi lao vào ôm chặt lấy anh Miệng của tôi gào thét như một đứa trẻ Đừng đưa anh ấy đi mà Tôi không muốn mà Một mình mi không thể nào giữ được cơ thể của tôi Đang ra sức dãy ruộng ngăn cản Nên một số đồng đội của anh phải tiến tới Và giữ tôi lại Ba gái và mi thấy tôi như vậy Cũng đau lòng lắm Ôm chặt lấy tôi Đừng như vậy mà Con để mọi người Giúp thằng bé đi con không, con không muốn đâu mà Nghe lời bác Để nó được ra đi thanh thản Mì buông ra Lấy chiếc điện thoại của anh Và đưa đến trước mặt của tôi Gia đình em tính đợi qua vài ngày Mới đưa cho chị xem đoạn video này Nhưng mà Em nghĩ Nên để cho chị biết trước được tâm tư của anh Đạt Trước lúc ra đi Hy vọng sau khi chị xem xong Chị có thể bình tĩnh lại Tôi không biết đạt gửi cho tôi cái gì Nhưng lúc này chỉ cần những thứ liên quan đến anh Tôi đều muốn biết Dù là đau đến nước mức nào Tôi cũng không bao giờ muốn bỏ lỡ Tôi đưa bàn tay run rẩy của mình Cầm lấy chiếc điện thoại của anh Tử Mi Mở đoạn video lên xem Trước mặt tôi là cảnh tượng anh yếu ớt Nằm trong lòng của bố anh Trên khuôn mặt tỏ rõ sự mệt mỏi Đau đớn Khỏe mắt ngấn lệ gắng gượng nói ra từng câu từng chữ. Thừa à, anh xin lỗi, anh không giữ được lời hứa với em. Anh mệt quá rồi, anh không đợi được em. Em đừng khóc, hứa với anh đừng khóc. Anh không muốn em đau lòng vì sự ra đi của anh. Anh muốn em sống thật vui, em phải thật hạnh phúc, thì anh mới thanh thản ra đi được. Sau này anh không thể ở lại bên cạnh em chăm sóc cho em nhưng anh gửi em cho bố mẹ và my họ nhất định sẽ thay anh chăm sóc cho em thật tốt dù không muốn nhưng anh mong em hãy sớm quên anh đi đừng lưu luyến về anh quá nhiều anh sợ làm em đau lòng anh ở thế giới bên kia sẽ luôn theo dõi em nếu như em buồn anh cũng buồn lắm em hãy giống như cây xương rồng mà em thích cho dù khó khăn thế nào cũng kiên cường anh không có duyên cùng em bước tiếp nhưng anh tin sẽ có người tốt hơn thay anh yêu thương bảo vệ em giống như anh thậm chí là tốt hơn anh cuộc đời này đi cùng nhau được một đoạn xem như là mãn nguyện nếu còn có duyên hy vọng kiếp sau lại được gặp nhau có thể nắm tay em trọn vẹn hơn đến những năm tháng bạc đầu xin lỗi vì đã thất hứa với em Anh yêu em Đoạn video kết thúc Tôi khóc chẳng thành tiếng Nước mắt đồng đầy nơi khóe mắt Khiến cho mọi thứ trở nên mờ ảo Anh bảo tôi hãy sớm quên anh đi Nhưng anh có biết không So với việc bị người yêu phản bội Chia tay Thì cái cảm giác bỗng dưng mất đi người mình yêu Người đang hạnh phúc bên mình Thật sự là đau đớn Chia tay còn có cơ hội gặp lại Dù là chán ghét nhau Nhưng vẫn còn biết được cuộc sống của người ta ra sao Vẫn biết người ta đang sống Ở một nơi nào đó Hạnh phúc bên một người nào đó Thì bản thân cũng thấy dễ chịu Còn mất đi Cả đời này có muốn gặp lại không thể gặp Cảm giác khó chịu dai dứt tiếc thương Mãi mãi sống cùng với người ở lại Không còn được nhìn thấy Không còn được chạm vào người ấy cho dù có nhớ nhung ra giết đến đâu Thì người ấy không còn bên cạnh mình nữa Anh nghĩ xem Liệu người ở lại có vui không Có quên được anh không Chắc chắn là không rồi Cả đời này tôi không thể nào quên được anh Người mà cả thanh xuân của tôi Mối tình đầu của tôi Người mà hết lòng yêu thương tôi ngoài mẹ Tôi không thể nào quên được anh Bỗng dừng đầu óc của tôi quay cuồng ngay sau đó thì một màn đen tối mịt bao phủ Tôi chả còn biết gì nữa Cho đến khi ý thức lại được Thì thấy mẹ và Thủy đang ngồi bên cạnh tôi Mẹ tôi khóc đỏ cả mắt Còn ánh mắt của Thủy nhìn tôi hơi sắc bén Nhưng ngày sau đó thấy tôi tỉnh dậy Lập tức chuyển sang ảm đạm và u buồn Tôi không biết có phải khi đó mình nhìn nhầm không Tại sao Thủy có thể dùng ánh mắt đó nhìn tôi Nó thấy tôi tỉnh lại vội vàng tiến tới hỏi han, khuyên tôi nên bớt đau buồn và sống thật tốt, như vậy anh đạt mới yên lòng. Phòng tôi đang nghỉ là phòng của Mi. Nghe Thủy nhắc đến Đạt, tôi không tự chủ được, vội vã bước xuống giường. Mẹ không ngăn cản tôi, bà đỡ lấy tôi vội vàng bước xuống dưới nhà, vừa đi mẹ vừa nói. Mẹ hiểu cảm giác của con lúc này, nhưng mà mẹ mong con con bình tĩnh lại. Còn biết giữ gìn sức khỏe cho mình chứ Xuống dưới nhà có rất nhiều người đến Tôi đi lại phía bác gái và mi Ngồi xuống cạnh họ bên quan tài của anh Nước mắt tôi lại chảy xuôi Nhưng lần này không còn nước lên từng tiếng Tôi không gào được nữa Tôi chỉ im lặng ngồi đó Và nhìn anh Tôi bắt đầu suy nghĩ Liệu có phải là tại mình hay không Vì sao những người yêu thương tôi Cứ dần dần rời bỏ tôi như vậy bố, ông bà ngoại và bây giờ là cả anh. Ông trời bất công và tàn nhẫn với tôi như vậy. Phải chăng là vì kiếp trước tôi đã gây nên tội ác gì? Sau ngày cả nhìn nhau lần cuối trước khi anh nhắm mắt mà tôi cũng không nhìn được. Lúc đó, có lẽ chỉ cần nhanh hơn một phút thôi là anh có thể gặp tôi lần cuối. Vậy mà tôi lại đến muộn. Hai ngày tổ chức tang lễ, tôi không thiết ăn uống, nếu không phải bị mẹ ép Bác gái và mi động viên Thì chắc chắn đến cả một hạt cơm Một ngụm nước Tôi không thể nào nuốt trôi được Những lúc tôi mệt mỏi Mẹ lại khuyên tôi nên chợp mắt một chút Để còn có sức mà đưa anh Hết đoạn đường cuối Dù không muốn Nhưng tôi phải nghe lời mẹ Chỉ là cứ hễ chợp mắt được một ít phút Tôi lại giật mình tỉnh dậy Tôi chỉ biết ngồi bó gối một góc Lòng của tôi quặn thắt từng cơn Thời gian đầu sau khi đàn mất, tôi không đi học, cũng không ra khỏi nhà, chỉ nằm trên giường như người mất hồn mà nghe đi nghe lại đoạn video của anh, xem từng tấm ảnh chụp chung của hai đứa rồi lại bật khóc. Mẹ và Thùy nhiều lần khuyên tôi, nhưng tôi không thể nào để vào tai, bởi vì trong đầu của tôi khi đó chỉ văng vẳng tiếng của anh cùng với những hình ảnh của anh, ký ức của chúng tôi. Mẹ tôi muốn tôi không được đau khổ. Bà khuyên tôi không được. Mẹ tôi liền kể cho tôi nghe ngày xưa khi sinh tôi ra, lúc bố mất, mẹ phải vượt qua một mình như thế nào. Mẹ nói 21 năm về trước, mẹ vì tôi mà trở nên mạnh mẽ, vì tôi mà nén đau thương, vì tôi mà vực dậy tinh thần để sống tốt hơn, để chăm lo cho tôi. Thì ngày hôm nay, mẹ cũng mong tôi hãy giống như mẹ hãy vì mẹ mà vượt qua giai đoạn khó khăn này tôi biết chứ là những ngày qua tôi đang tự dày vò bản thân mình mẹ xót mẹ thương cho tôi nhiều tôi hiểu chứ cho dù tôi có đối xử tệ với cơ thể sức khỏe của mình có dằn vặt bản thân nhiều như thế nào thì anh mãi mãi không bao giờ quay về bên tôi tôi không muốn mẹ đau lòng tôi muốn gia đình của tôi được yên tâm khi nhìn đến tôi Tôi không muốn Thủy buồn Nên cuối cùng tôi đành phải cố gắng Sinh hoạt bình thường như trước đây Chỉ là tôi không còn muốn cười Trên khuôn mặt của tôi lúc nào Cũng biểu hiện một sự vô cảm Nửa tháng sau đó Nhân viên của tiệm vay cưới gọi điện đến Báo với tôi rằng Bộ ảnh cô dâu mà tôi chụp Đã được chỉnh sửa xong Hỏi tôi lúc nào có thể qua chụp ảnh cưới Khi nghe nhắc đến bộ ảnh đó Nước mắt của tôi lại thêm một lần nữa rơi xuống, tôi không trả lời nhân viên mà cứ cầm mãi điện thoại như vậy mà khóc nức nở. Nhân viên không hiểu gì nên hỏi tôi. Em làm sao thế? Tại sao em khóc? Anh ấy mất rồi. Anh ấy mất hôm chúng em chụp ảnh. Chị không biết, chị xin lỗi. Cho chị được chia buồn với em và gia đình. Còn bộ ảnh này, em sẽ lấy ạ? À? Em lấy luôn cả chiếc váy cưới Và bộ vét mà hôm chúng em chọn Phiền chị có thể gói lại giúp em được không Ừ được chứ Tôi cốp máy Và đi đến cửa tiệm váy cưới Nhân viên thấy tôi thì không còn vui vẻ Niềm nở như trước Mà thay vào đó là sự tiếc thương Cho cuộc tình của chúng tôi Nhân viên đưa lại cho tôi túi đồ Được gói ghém rất cẩn thận Nhưng tôi không rời đi ngay Mà tôi nhờ họ Make up cho tôi thay giúp tôi bộ váy cưới sau khi mọi thứ xong xuôi tôi đứng ngắm mình trước gương và cố nặn ra một nụ cười nhạt tôi hỏi nhân viên chị ơi chị thấy em có đẹp không ừm rất đẹp anh ấy sẽ thích có đúng không ạ nhân viên không trả lời tôi mà chỉ gật đầu nhìn tôi đầy thương xót đến khi tôi rời đi có lẽ vì sợ tôi sẽ nghĩ quẩn nên chị nhân viên mới đi lại và khuyên nhủ tôi em đừng buồn sau này rồi có người yêu em như cậu ấy em phải sống tích cực lên em đừng có suy nghĩ dại dột cậu ấy mà biết em buồn thế này cậu ấy không vui đâu cảm ơn chị em sẽ sống tốt để anh ấy yên tâm mà tôi bước ra khỏi tiệm và đến đứng trước mộ của đạt Tôi lấy trong túi Ra bộ vét chú rể Miệng cười mà sống mũi cay cay Cổ họng nghẹn đắng Khó khăn lắm tôi mới thốt nên lời Anh xem hôm nay em có sinh không Sinh đúng không Cô dâu của anh mà Sao lại không sinh cho được chứ Tôi nhìn chăm chăm vào bức di ảnh Của anh đang mỉm cười Trên tấm bìa đá Nước mắt của tôi không kiềm chế được Tiếp tục rơi xuống anh cũng đẹp trai lắm đấy Em có mang bộ đồ chú rể đến cho anh này Em mặc giúp anh nhé Tôi ôm bộ vét đi lại bên bia đá của anh Nhẹ nhàng khoác lên trên đó giúp anh Ước gì Mình được mặc lên người giúp anh Chứ không phải là giống như thế này Nhưng cả đời này Em không còn cơ hội đó Em muốn làm cô dâu của anh Duy nhất của một mình anh thôi nhưng tại sao số phận lại nghiệt ngã với chúng ta như thế này? Nếu không phải có chuyện xảy ra Thì một tuần nữa thôi Là hôn lễ của hai đứa mình rồi đấy Tôi cứ nói như vậy Nhưng không có tiếng người đáp lại Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ nhẹ Cùng với những hạt mưa bay Như đang khóc cùng tôi Tôi ngồi xuống đối diện mộ của anh Cối dập đầu một cái rất lâu Rồi ngẩng đầu lên nói tiếp Em có mang ảnh chụp của em đến cho anh xem này. Em gửi cho anh nhé. Có cả mấy tấm hình mình chụp chung cùng nhau trong điện thoại đấy. Em đều rửa ra hết rồi. Em mang đến cho anh này. Tôi vừa nói vừa lấy những tấm hình ra để trước mộ của anh, sau đó dùng bật lửa và đốt từng bức ảnh, với suy nghĩ rằng tôi gửi đến cho anh xem. Em nhớ anh lắm. Nhớ anh rất nhiều. Tôi không kiềm chế được nỗi đau đớn đang dày vò trong lòng mình và bật khóc lớn hơn, khóc như một đứa trẻ. Cứ như vậy ngồi khóc bên mộ anh mà chẳng quan tâm trời đang dần mưa nặng hạt. Cho đến khi bên cạnh tôi, có một giọng nói trầm ấm cất lên. Cô cứ như thế này, Đạt nó không siêu thoát được đâu. Tiếng người nói, tôi giật mình ngẩng đầu lên và nhìn người đó Lúc này tôi mới nhận ra Thì trời mưa nặng hạt nãy giờ Nhưng không làm cho tôi ướt Là bởi vì người đàn ông này Đang che ô giúp tôi Anh ta cào lắm dáng người chẳng khác đạt là bao Cả người anh ta từ trên xuống dưới Đều là một màu đen Ngay cả chiếc ô đang cầm trên tay Cũng là màu đen Tôi ngước lên nhìn anh Anh ta hơi cúi đầu Ánh mắt sáng như sao Nhìn xuống tôi Tôi tên là Huy Bạn thân của Đạt Tôi không nói lời nào với anh ta Tầm mắt chuyển đến chậu hoa nhài Mà anh ta vừa đặt xuống Đạt thích hoa nhài lắm Nhưng trước này ngoài người nhà anh ra Và tôi ra Thì không ai biết sở thích này Người đàn ông đứng bên cạnh tôi Chắc hẳn là một người bạn rất thân của anh Nếu không đã không biết Anh thích hoa nhài Hơn nữa lại còn tinh tế đến mức Mang tới đây một chậu hoa nhỏ và đặt trước mộ của anh huy thấy tôi không nói gì mà vẫn quỳ trước mộ của anh huy lại lên tiếng tôi từng nghe đạt kể về cô hai người yêu nhau rất nhiều bây giờ cậu ấy đã ra đi cô có phải nên hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy không hãy sống thật tốt anh đã bao giờ yêu chưa anh đã bao giờ ở trong trường hợp giống tôi chưa người đàn ông đó chỉ im lặng mà không nói đủ để tôi biết câu trả lời là gì tôi tiếp tục nói anh không trải qua thì làm sao anh thấu hiểu được cảm giác của tôi chứ ai ai cũng khuyên tôi sống tốt ai ai cũng khuyên tôi đừng buồn nhưng có ai biết được trái tim tôi từ giây phút nhìn thấy anh ấy ra đi nó vụn vỡ ra thành trăm mảnh rồi nhưng đau buồn không giải quyết được gì đạt không thể sống lại mà những người bên cạnh cô thấy cô như vậy Họ cũng đau lòng vì cô Đúng vậy Buồn không giải quyết được gì Nhưng tôi không vui được Không quên được nỗi đau này Anh ấy là mối tình đầu của tôi Là người tôi dành cả đời này để yêu thương Tôi đợi từng ngày Từng ngày được làm vợ anh ấy Nhưng cuối cùng thì sao chứ Tình yêu ba năm kết thúc Bằng một bi kịch Người chết người sống Mỗi người một thế giới thế này mặc cho tôi vừa khóc vừa nói huy vẫn đứng bên cạnh và che ô giúp tôi kiên nhẫn lắng nghe tôi than thở một lúc sau mới cúi người xuống đưa bàn tay to lớn của anh ta ra trước mặt tôi có ý muốn đỡ tôi dậy giọng nói trầm thấp hơn trước rất nhiều đừng khóc tôi giúp cô tôi trước nay là một người nhút nhát lại hay đề phòng trước sau với người lạ nên dù cho huy nói rằng là bạn thân của đạt Tôi cũng không có cảm giác an toàn với anh ta Tôi không để Huy dìu tôi dậy Tôi không muốn nói nhiều với anh ta Chỉ ngồi quỳ dưới đất Và tiếp tục nhặt từng bức hình của mình Mà đốt cháy Lúc này Huy nhìn thấy như vậy Anh ta tiếp tục nói Nếu như cô yêu đạt như vậy Thì cô phải sống tốt hơn Hãy thay cậu ấy chăm sóc bố mẹ và em gái Thay cậu ấy Chăm sóc tốt bản thân của cô Nhắc đến gia đình của Đạt, tôi mới chợt nhớ ra, so với nỗi đau mất đi người mình yêu thì nỗi đau mất đi ruột thịt, nỗi đau của người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh còn đau hơn tôi nhiều. Nhưng bố mẹ anh và Mi, họ đang cố gắng nén đau thương, cố gắng chấp nhận việc anh mất để cuộc sống trở lại như ban đầu. Vậy mà tôi lại yếu đuối, tôi hèn mọn, tôi chỉ biết trốn tránh sự thật. Ngày ngày cứ như cái xác không hồn, chỉ cần một động tác nào đó thôi là ngay lập tức làm tôi nhớ đến anh rồi tôi lại khóc như một đứa trẻ khiến cho mẹ tôi hết lần này đến lần khác khuyên nhủ tôi mà tôi không thể nào khấm khá lên được trước đó tôi nhụ lòng mình phải nén đau thương để mẹ và gia đình anh không buồn không lo cho tôi nhưng chỉ được một thời gian là đâu vào đó tôi không biết là mình phải mất bao nhiêu lâu để quên đi cú sốc lớn lần này cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian để thì mới thôi nhớ anh từng giây từng phút người bạn này của anh nói đúng tôi có buồn mãi anh cũng không sống lại được nếu như tôi yêu anh như vậy tôi nên để anh ở nơi nào đó được yên lòng thay anh chăm sóc cho người nhà của anh chăm sóc tốt bản thân tôi và mẹ của tôi lần này huy không đưa bàn tay ra trước mặt tôi nữa mà trực tiếp giữ lấy cánh tay của tôi vừa kéo tôi dậy vừa nói đừng dậy đi Trời mưa mỗi lúc một lớn Nên quay về thôi Tôi ngại với việc anh ta đụng chạm vào người tôi Nên tôi vội lùi người về sau Anh ta biết ý Nên cũng buông tay ra Cũng không quên Nói với tôi tiếng xin lỗi Tôi lấy bộ vét trên bia mộ của Đạt Gấp lại cẩn thận Sau đó bổ vào trong túi đồ Đặt nó ngay ngắn Nằm bên cạnh chậu hoa nhài Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt Hít thở một hơi thật sâu. Em về đây, hôm khác em lại ra thăm anh nhé. Lúc tôi xoay người rời đi, người đàn ông bên cạnh cũng đi theo tôi. Anh ta không những che ô cho tôi mà còn giúp tôi xách chiếc váy cưới. Cô nên thay ra đi, mặc như thế này mẹ cô mà nhìn thấy không hay đâu. Từ lúc ra khỏi nhà đến tiệm váy cưới rồi đến đây, Suốt cả hành trình tôi được bắt taxi Bây giờ cũng về bằng taxi Anh ta bảo tôi thay váy Vậy tôi phải thay ở đâu chứ Cảm ơn anh nhắc nhở Nhưng tôi không có chỗ thay Tôi sẽ về nhà Cô lên xe của tôi đi Ở ngoài này tôi đợi cô Không cần tôi đi taxi được rồi Cô sợ tôi là người xấu sao Không phải Tôi không thích làm phiền người khác huy chợt dừng bước tôi thì vẫn tiếp tục bước đi nhưng bởi vì tay của anh ta đang cầm váy của tôi nên tôi bước được hai bước buộc phải đứng lại tôi quay đầu lại nhìn anh ta cảm phiền anh anh bỏ tay ra được chứ tôi có thể tự xách váy được cô nghe lời tôi một chút được không cô thay đồ đi tôi đưa cô về không cần so với việc cô gọi taxi thì tôi đưa cô về là an toàn nhất đấy tôi đã nói với anh rồi là tôi không cần anh bỏ tay ra đi tôi nói lớn hơn và gỡ bàn tay của anh đang giữ váy của mình nhưng có cố thế nào cũng không được bởi vì anh ta chẳng cần dùng nhiều sức mà vẫn nắm chặt được váy của tôi còn tôi cho dù có dùng sức nhưng không gỡ được tay ra lúc này thì tôi sợ anh ta là người xấu giữa nơi vắng vẻ thế này anh ta có ý làm gì tôi tôi cũng không chạy được cả người tôi bắt đầu cảnh giác nhìn anh ta có chút đề phòng huy hình như cũng biết được rằng tôi đang nghĩ gì anh ta buông tay ra và lên tiếng nếu như cô không muốn tôi đưa về cũng được cô bắt taxi đi tôi lái xe chạy theo xe của cô lời anh ta vừa dứt ngay lập tức làm tôi liên tưởng đến ngày đầu tiên tôi và đạt gặp nhau khi đó đạt cũng nói với tôi rằng muốn đưa tôi về nhưng bởi vì tôi sợ nên anh đi theo xe taxi của tôi Bây giờ người đàn ông trước mặt Bản thân của anh Lại lặp lại hành động y như anh ngày trước Chỉ khác ngày trước là tôi chủ động Đưa ra ý kiến Còn lần này chính là Huy Tôi sững sờ nhìn Huy một chút Anh ta nhìn thấy tôi đơ ra Lên tiếng nói ngay Bây giờ cô muốn thế nào Anh Tại sao anh Cô hỏi tại sao chuyện gì Anh và anh Đạt thân nhau lắm sao Ừ Nếu cô không tin Cô có thể về và hỏi người nhà cậu ấy Họ đều biết về tôi rất rõ Tôi gật đầu và không nói gì nữa Trước này đạt kể cho tôi rất nhiều chuyện Nhưng anh lại không kể cho tôi nghe việc Anh có một người bạn thân tin Huy Bởi vì vậy mà từ lúc anh ta xuất hiện đến giờ Tôi cứ đề phòng Nhưng nhìn bề ngoài của người đàn ông này Thì không giống người xấu chút nào Huy che ô cho tôi Đi ra phía xe của anh Tôi vẫn nhất quyết gọi taxi Mà không muốn nhờ Huy Nên anh ta cũng tôn trọng tôi Tôi lấy điện thoại ra đặt xe Nhưng mà xung quanh đây lại không có chiếc xe nào Có lẽ vì trời mưa Mà cũng là vì ở đây là Nghĩa Trang Nên không có mấy chiếc xe qua lại Tôi thử đặt mấy lần Nhưng ứng dụng đều báo là không có tài xế Cuối cùng tôi đánh miễn cưỡng lên xe của Huy Để anh ta đưa tôi về về đến nhà cũng là lúc mẹ tôi đi làm về nhìn thấy tôi mặc váy cô dâu bước xuống từ một chiếc xe mẹ lo lắng tiến tới kéo tôi về phía của mẹ thư con đi đâu tại sao con ăn mặc như thế này tại sao mắt con sưng lên con lại ra chỗ thằng đạt có đúng không dạ vâng con ra thăm anh ấy một chút thì tại sao con lại mặc váy cô dâu tôi không trả lời cúi thấp đầu nhìn xuống mũi chân của mình Mẹ tôi biết tôi không muốn trả lời Bà cũng hiểu được lòng của tôi đang nghĩ gì Nên không gặng hỏi tôi nữa Thôi được rồi Con vào trong nhà thay đồ đi Lúc này mẹ mới nhìn đến Huy đang đứng bên cửa xe Huy nhìn thấy mẹ tôi Thì đi đến và mỉm cười gật đầu chào mẹ Mẹ tôi cũng gật đầu Và quay qua hỏi tôi Ai thế con là bạn của anh đạt. Con gặp ngoài mộ anh ấy nên anh ấy tiện đường đưa con về. Lần sau trời mưa, con đường ra ngoài nguy hiểm lắm. Con nghe lời mẹ có được không? Dạ vâng. Lần sau con không ra đó vào trời mưa đâu ạ. À? Tôi quay ra chào Huy một tiếng, nói lời cảm ơn với anh, sau đó cùng với mẹ bước vào trong nhà. Sau khi tôi thay xong váy cưới, ra ngoài ngồi với mẹ. Thì tôi mới nghe thấy tiếng xe ô tô nổ máy rời đi Tôi có chút khó hiểu Không biết sao mà nãy giờ Phải hơn 10 phút trôi qua rồi Mà Huy chưa đi Nhưng tôi không muốn quan tâm Bởi vì tôi nghĩ rằng anh ta muốn đi lúc nào Thì kệ anh ta Từ sau Cái hôm tôi mặc váy cưới ra thăm mộ đạt Trở về bị mẹ nói nhiều Mẹ không muốn tôi thường xuyên ra ngoài đó một mình Và bảo tôi từ giờ trở đi không được đi Quá một tháng một lần Đó là giới hạn cho phép của mẹ Tôi không muốn cãi lời mẹ Và cũng muốn tiết chế lại bản thân Cho tâm trạng của tôi ổn định hơn Nên mỗi tháng tôi sẽ cùng với mi Ra thăm anh một lần Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay Thật sự là không biết phải nói như thế nào, Tâm An cảm thấy vô cùng xúc động khi mà lắng nghe câu chuyện tình yêu của Thư và Đạt. Nếu như chúng ta mà trải qua vào cái tình tình huống đó là ngày đầu tiên cái ngày mà mặc váy cưới chụp ảnh cưới cũng chính là ngày mà mình nghe tin người yêu của mình ra đi thì chắc là nó đau lòng lắm. Tâm An không biết phải nói như thế nào, chỉ mong rằng là cuộc sống của Thư sau khi mà Đạt mất đi thì sẽ khác. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ đến với cô ấy Và chúng ta sẽ còn rất là nhiều tình tiết tiếp theo Mà tác giả Vân Vân muốn gửi tới cho chúng ta Hãy cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 2 Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị Quý vị hãy comment những suy nghĩ của mình Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của bộ truyện này nhé Cảm ơn quý vị rất nhiều Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui Thật nhiều sức khỏe Xin chào và hẹn gặp lại